Tập thể dục, chạy bộ hay là nghe nhạc thì đều có một điểm chung, đó là mang cho chúng ta một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, và chúng tôi hy vọng rằng nguồn năng lượng đó sẽ được lan tỏa trong cà phê sáng ngày hôm nay với khách mời của chúng ta, một người mà tôi nghĩ là ngay từ trang phục của anh thì nhiều khán giả cũng đã nhận ra anh chính là một runner, đúng không ạ? Xin chào anh Tiến Đạt ạ, anh gửi lời chào đến khán giả. Xin chào các quý khán giả đang xem theo dõi chương trình. Và xin chào anh Vương và chị Hằng. Vâng ạ, hôm nay tôi thấy anh mang đến đây một bộ sưu tập rất là nhiều sắc màu và gọi là nặng ký theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đúng không ạ? Anh giới thiệu về bộ sưu tập này với chúng tôi với. Bộ sưu tập của huy chương của tôi có khoảng 70 chiếc huy chương. Wow. Thực ra đây chỉ là một phần thôi, đúng không ạ? Vâng, đây chỉ là một phần thôi. Và tôi biết là trong số các quý khán giả đang theo dõi chương trình này thì có rất nhiều người, hiện tại có rất nhiều người có cái bộ sưu tập mà nhiều huy chương hơn tôi và cái thành tích cũng phải nói khủng hơn tôi, chạy nhanh hơn tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bộ huy chương của tôi, mỗi tấm huy chương, mỗi giải chạy nó đều có cái câu chuyện riêng của nó. Và tôi đều tự hào về những cái thành quả, những tấm huy chương mà tôi đã có ở các giải chạy. Tôi xin giới thiệu sơ qua một vài cái ấn tượng nhất, ví dụ chẳng hạn như là cái huy chương của giải New York City Marathon mà tôi vừa chạy đầu tháng 11 ở tại New York, Mỹ. New York City Marathon. Đây là cái giải chạy marathon lớn nhất thế giới, có hơn 50.000 người hoàn thành. 50.000 người. Vâng, chứng tỏ là phong trào chạy thực sự đã lan tỏa ra rất là rộng lớn, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đâu, đúng không ạ? Đây là giải chạy New York City, thế còn có những tấm huy chương nào nữa? Huy chương này thì nó không phải là mạ vàng, không lấp lánh như tấm huy chương New York kia, nhưng mà tôi cũng rất là trân trọng nó, bởi vì đây là cái huy chương thử thách 12 giờ của câu lạc bộ chạy của tôi tổ chức. Và năm 2016 tôi đã chạy được sấp xỉ 90 km và giành hạng 3. Tất nhiên đối với phong trào chạy bộ bây giờ, việc mà chạy 90 km trong 12 giờ hoàn thành để mà giành hạng 3 bây giờ hơi khó, nhưng đối với năm 2016 khi mà thủa sơ khai, phong trào chạy bộ cũng rất là khó để mà chinh phục. Một tấm huy chương bằng gỗ nhưng mà rất là đáng quý, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ạ. Tấm huy chương vô cùng giá trị cả về mặt tinh thần, cả về mặt ý nghĩa của nó nữa. Đây là cái hai tấm huy chương mà giải chạy cũng uy tín của London. Đây khi mà trong thời kỳ diễn ra Covid năm 2020-2021 thì do đại dịch Covid nên là các giải chạy đều không tổ chức được thực tế, mà cho các vận động viên chạy ảo. Tuy là các vận động viên chạy ảo ở các quốc gia khác nhau nhưng mà vận động viên runner được nhận tấm huy chương thật như này. Cái chạy ảo đấy sẽ diễn ra như thế nào? Tôi đang hơi tò mò một chút. Ảo đấy thì là các vận động viên ở các quốc gia thì họ sẽ chạy sử dụng cái ứng dụng của ban tổ chức giải để có theo dõi được là 42,195 km, và khi đã hoàn thành thì hoàn thành, ban tổ chức sẽ gửi cái huy chương chứng nhận về nhà cho Rakat Runner. Và không chỉ anh mà cũng rất là nhiều người tham gia chạy ảo vào thời điểm đấy, đúng không ạ? Bởi vì là chạy ảo chúng ta có thể gọi là cơ động hơn trong những cái địa hình mà chúng ta chạy, không phải là chỉ chạy ở ngoài đường, mà đôi khi mà tôi thấy anh và các runner còn chạy ở những cái chỗ rất là khác nhau, đúng không ạ? Và cuối năm 2019-20 khi mà Covid vẫn đang còn hoành hành thì anh có làm một clip chạy trên sân thượng để kêu gọi mọi người, đúng không ạ? Vào thời điểm đó thì cảm xúc lúc đó của anh như thế nào? Nếu mà có thể là một số quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng có thể nhớ đến tôi khi mà tôi đã từng chạy marathon trên sân thượng. Khi đó thì tôi cũng muốn đóng góp một tiếng nói nào đó để có thể cổ vũ mọi người trong thời kỳ giãn cách xã hội, và để mà cũng như đảm bảo sức khỏe, và tốt nhất là khi mà nó không được ra đường thì chúng ta hãy tự tập tại nhà, và có thể bằng các hình thức khác nhau như chạy bộ hay tập gym, yoga trong nhà để có thể cải thiện sức khỏe và nâng cao sức đề kháng trước cái đại dịch Covid-19. Vâng, tôi thấy là những cái tấm huy chương ở đây nó chứng minh cho một cái chặng đường mà anh đã gắn bó với hoạt động chạy. Và tôi thấy là bây giờ chạy thì kết nối rất là nhiều người ạ. Không chỉ đơn giản là chúng ta rèn luyện thể lực hay sức khỏe đâu ạ, chạy đã trở thành một cộng đồng rất là mạnh mẽ. Và anh vừa nãy cũng có nói là mỗi tấm huy chương thì nó đều có những câu chuyện khác nhau, thì tôi nghĩ là trong việc chạy cũng thế, cũng có rất là nhiều câu chuyện kết nối nhiều người ở trong cái việc chạy, đúng không ạ? Có thể chia sẻ những câu chuyện đó với chúng tôi được không ạ? Vâng, đúng rồi. Thì chạy bộ hiện tại thì phong trào chạy bộ ở Việt Nam rất khá là phát triển, và có thể là một giải chạy có từ 13-15.000 người. Mọi người có thể chạy để muốn nâng cao sức khỏe, cũng như để chinh phục bản thân, về tình yêu thiên nhiên, cũng như là về cái sự kết nối giữa con người với con người. Thì chạy bộ trước hết là một cái hoạt động cải thiện thể chất,
nếu mà như chúng ta có thể đã, gần đây đã biết là như bạn Nhã Nguyễn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đã chinh phục đỉnh K Everest. Thật đáng khâm phục. Vâng, và chị Nhã thì cũng đã tập chạy bộ rất là nhiều để chính là để tạo cái nền tảng thể lực tốt để mà chinh phục Everest. Đấy là những bước sơ khai, những bước đầu tiên để chinh phục những đỉnh cao thế giới. Đây chỉ là chị Nhã chỉ là một cái trường hợp điển hình của chị em phụ nữ Việt Nam bây giờ thôi. Vâng. Ai cũng có thể chạy và chinh phục những đỉnh cao đúng không ạ? Họ ngày càng năng động và họ ngày càng biết thể hiện năng lực bản thân và hơn đàn ông. Ngoài ra thì có những chị em phụ nữ Việt Nam gần đây mà chúng ta đã biết như là Thanh Vũ đã thi đấu giải 31 phối hợp người sắt mà cự ly 10 lần Ironman, tức là đã một người thường mà đã chạy một lần đã thấy khó rồi nhưng mà đây 10 lần. Ngoài ra còn có Chi Nguyễn cũng đã đảm bảo chuẩn Boston Marathon và tự chạy tại Boston Marathon. Và chị nhấn mạnh đây là vận động viên phong trào, chứ không phải vận động viên chuyên nghiệp. Tôi tự hào quá nhắc đến những người phụ nữ, thực sự là tôi cảm thấy rất tự hào. Chị là chị Tiểu Phương cũng đã là người Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam mà đã hoàn thành 6 giải marathon lớn nhất thế giới. Ngoài ra thì còn rất nhiều những chị em phụ nữ khác. Chúng ta có thể thấy là anh Nguyễn Hoa Việt chẳng hạn, thì đã là người Việt Nam chạy bộ 4.500 km xuyên Đông Nam Á qua 6 nước đó. Và ngoài ra thì còn có là rất là nhiều anh Nguyễn Huy Việt ở Hoài Đức chẳng hạn, một người khiếm thị đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Tôi ạ. Có biết câu chuyện đó. Và anh chạy mỗi ngày thì bằng cái sự hướng dẫn của người vợ. Vợ xác. Đi xe đạp đằng trước, còn anh thì chạy đằng sau cùng với một chiếc dây thừng. Và anh đã hoàn thành cự ly, tôi nhớ là khoảng hơn 40 km đúng không ạ? Anh Nguyễn Huy Việt là người khiếm thị đầu tiên đã hoàn thành cự ly 21 km tại Việt Nam. Rất nhiều người, rất nhiều những đối tượng khác nhau có thể tham gia vào phong trào chạy đúng không ạ? Đúng rồi. Và thực sự là như tôi đã nói là chạy không chỉ mang lại sức khỏe về mặt thể chất mà còn kết nối mọi người và mang lại sức khỏe về mặt tinh thần, và đồng thời cũng mang đến niềm tự hào Việt Nam ra với thế giới nữa. Nếu bây giờ để nói điều gì đó với khán giả về bộ sưu tập huy chương này, về những điều mình đã đạt được và cái cảm hứng mà chạy, phong trào chạy đã mang lại cho anh và những runner, thì anh sẽ nói gì với khán giả ạ? Ở tại giải New York City Marathon vừa rồi thì tôi cũng đã là một trong 5 người Việt Nam đăng ký tham gia cái cuộc diễu hành trước giải New York City Marathon. Và cái cảm giác khi mà cờ Việt Nam tung bay trong mấy cuộc diễu hành lớn mà hơn 140 quốc gia như thế, cảm thấy rất là tự hào. Và khi mà lá cờ Việt Nam tung bay ở trong mấy cuộc diễu hành như thế thì tôi cảm thấy là Việt Nam, phong trào chạy bộ Việt Nam nói riêng cũng đã bắt đầu hòa nhập vào với cả cái phong trào chạy bộ thế giới rồi. Và chạy bộ đã mang lại, đã thực sự là cái kết nối con người gần nhau hơn và kết nối các quốc gia gần nhau hơn. Khi mà các runner ở khắp nơi trên thế giới tập hợp về thì mọi khoảng cách về màu da, về biên giới sắc tộc cũng như giới tính đều bị xóa nhòa hết. Hôm nay chúng tôi thấy được sự tự hào đó trên trang phục của anh, chiếc mũ và chiếc cánh tay áo của anh nữa. Và anh có chia sẻ đây là bộ trang phục mà anh sẽ thường mặc trong những dịp chạy, đặc biệt là trong mùa đông này. Và chúng tôi thực sự tự hào khi lắng nghe những câu chuyện của anh, muốn mang tinh thần Việt Nam, sự tự hào Việt Nam ra với bên ngoài thế giới. Chúng tôi chỉ muốn rằng là anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn giữ vững niềm đam mê của mình với chạy và truyền những cảm hứng đó dành cho những bạn trẻ như chúng tôi. Và tôi chỉ có một ý này được là không phải là chỉ chạy bộ đâu, mà không phải bởi vì tôi thích chạy bộ mà tôi muốn các bạn chạy bộ đâu. Các bạn hãy tìm một môn thể thao nào đó, tìm một hoạt động thể dục thể thao nào đó sở thích lành mạnh để có thể cải thiện, nâng cao sức khỏe hơn, cả về thể chất và tinh thần. Tôi tin chắc rằng sau cuộc trò chuyện này thì rất nhiều những khán giả của chúng tôi sẽ có thể là xỏ chân vào đôi giày chạy này, có thể tìm lại một chiếc vợt cầu lông đã cũ của mình này, hoặc có thể tham gia bộ môn bơi. Rất nhiều bộ môn thể thao đang chờ đón chúng ta, miễn là chúng ta có quyết tâm, và điều đó sẽ mang lại cảm hứng cho mỗi ngày mới của chúng ta, cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn. Cảm ơn anh Tiến Đạt rất nhiều.